gia đình. Hôm nay Kim Tuyến cũng sẽ tiếp tục chia sẻ với lại quý độc giả về cách kiểu tóc, tết tóc thật là đơn giản. Nếu như các bạn nào có những cái tóc ngang bờ vai như vậy, thì đầu tiên các bạn chỉ cần bấm gãy ba như vậy là các bạn sẽ có những kiểu tết tóc cực kỳ đơn giản và dễ thương. Bắt đầu nhé. Khi bấm gãy xong, các bạn dùng một ít tóc ở giữa, các bạn túm lại, tẩy phồng nhẹ lên. Kẹp chậm ngay giữa đầu. Đây là chuột chính các bạn nhé. Tiếp tục, các bạn sẽ nắm một ít tóc phồng tiếp lên. Các bạn cứ để độ xoăn thật là tự nhiên, xoay như giữa trụ luôn. Cứ như thế, các bạn cứ nắm tóc ở bên hông vào. Cái cuối cùng các bạn xoay hướng thượng nhé. Tiếp tục bên đây cũng như vậy, bạn bắt đẩy nhẹ lên. Cuối cùng các bạn sẽ thử chiều ít tóc bên ta. Sau khi các bạn đã làm nó xong cái phần ở trên rồi, bắt đầu làm phần dưới. Bạn xoắn phần dưới ngược lên. Lúc này các bạn có thể dùng những cái loại hoa nhỏ nhỏ thôi, hoa nhỏ để các bạn trang trí vào những điểm giữa. Bạn vào những cái tóc rơi lông con nhẹ nhẹ xung quanh. Chỉ cần 5 phút thôi ạ, các bạn chỉ cần để ý thật là kỹ là các bạn có thể tự tin để làm cho mình những kiểu tóc hoặc làm cho bạn bè một kiểu tóc thật là đơn giản và tinh tế. Chúc các bạn thành công.